Đen mã 8 tiến 9. Thì đổi lại đen đi. Tiếp theo. Hai bên ngang thế. Ở đây đen mã 8 tiến 9, nước đi phức tạp. Đỏ tốt 1 tiến 1. Thế đổi lại đỏ đi. Quân đen linh hoạt và dễ đi hơn. Ở đây đỏ tiến tốt, khống chế mã. Tiếp theo. Đen tượng 3 tiến 5. Như đổi lại đen đi. Tiếp theo. Cờ đỏ hơi ưu. Ở đây đen tiến tượng. Đỏ tiến sĩ. Như đổi lại đỏ đi. Cờ đỏ dễ đi. Ở đây đỏ tiến sĩ. Đen xe 1 bình 4. Chứ đổi lại đen đi. Tiếp theo. Hai bên ngang thế. Ở đây đen xuất xe. Tiếp theo. Đến đây, đỏ có 3 cách đi quân. Một là xe 4 tiến 3, hai là xe 1 bình 2 và 3 là pháo 2 bình 1. Phương án nhất của đỏ. Xe 4 tiến 3 tuần hà. Tiếp theo. Đỏ pháo 8 bình 6. Đổi lại, đỏ cũng có thể đi tốt 7 tiến 1. Ở đây đỏ đi. Tiếp theo. Đỏ xe 4 tiến 2. Nhưng đổi lại đỏ đi. Tiếp theo. Cờ đỏ tiên thủ. Ở đây đỏ đi. Đen tiến xe kỵ hà. Đổi lại cũng có thể pháo 7 tiến 4 ăn tốt. Nhằm chống lại nước xe đỏ 1 tiến 3. Ở đây đen tiến xe kỵ hà. Đỏ tiến tốt. Như đổi lại đỏ đi. Tiếp theo. Đỏ nhiều tốt, ưu thế. Ở đây đỏ tiến tốt biên. Tiếp theo. Đỏ xe 3 bình 4. Đổi lại. Đỏ có thể xe 3 bình 7
Đèo Mã. Ở đây đỏ xe 3 bình 4. Tiếp theo. Đỏ bình tốt. Nhưng đổi lại đỏ bình xe. Tiếp theo. Cờ đỏ ổn thỏa. Ở đây đỏ tốt 2 bình 3. Tiếp theo. Đen bỏ pháo lấy 2 tượng. Đen có thế công mạnh. Cờ đen kém quân nhưng có thế và dễ đi hơn. Mời các bạn xem lại diễn biến chính. Cờ đen có thế và dễ đi. Phương án thứ hai của đỏ là xe 1 bình 2. Tiếp theo. Đỏ pháo 2 bình 1 đấu xe nước cờ chính xác. Đỏ bình pháo tài sĩ nhằm cướp nước tiền. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này. Đỏ ưu. Phương án thứ ba của đỏ là pháo 2 bình 1. Tiếp theo. Đen xe 8 tiến 6. Nhưng đổi lại nó đen đi. Cờ đỏ ưu thế. Ở đây đen xe 8 tiến 6. Tiếp theo.
Hai bên giằng co. Mời bạn xem lại diễn biến của phương án này. Thế cờ giằng co. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận phi đoạn.